Vào tối ngày 27 tháng 8, chương trình tọa đàm giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam Campuchia năm 2019 với chủ đề Chung dòng Mekong đã diễn ra tại thành phố Châu Đốc của tỉnh An Giang. Đây là sự kiện trong chuỗi các hoạt động giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam Campuchia năm 2019 do Bộ Quốc phòng, Bộ Đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia thực hiện. Nhân 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Việt Nam và Campuchia có chung dòng Mekong, chung đường biên giới dài trên 1.000 km, đi qua 10 tỉnh của Việt Nam và 9 tỉnh của Campuchia. Thời gian qua, chính phủ và lực lượng chức năng hai nước Việt Nam-Campuchia đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu hợp tác hai bên biên giới. Hiện người Campuchia gốc Việt được sinh sống bình đẳng an toàn trên đất nước Campuchia. Bà con yên tâm làm ăn lâu dài và cùng đóng góp xây dựng đất nước Campuchia ngày càng phát triển. Qua đó khẳng định mối quan hệ đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa chính quyền và nhân dân các tỉnh hai bên biên giới hai nước không ngừng được vun đắp và phát triển, thể hiện qua các hoạt động hợp tác thường trợ trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, thương mại. Tại buổi tọa đàm giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam Campuchia năm 2019, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia đã tặng học bổng nâng bước em tới trường cho 30 học sinh của ba tỉnh An Giang của Việt Nam, Takeo và Kadan của Vương quốc Campuchia. Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Đại tướng Sao Sokha, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia cũng đã trao biểu tượng trưng tặng 60 con bò giống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến biên giới của ba tỉnh An Giang, Takeo, Kadan.